Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của ViruSs. Và khi xem ViruSs reaction video sẽ hay hơn. Và giống như của mọi người, giống tiêu đề thì Wren Evans ra album Lloyd Choi không điểm dừng. Mọi người còn rất nhiều. Nói thật với mọi người là không phải ai tớ cũng làm full album. Thực sự phải là một cái cảm xúc nào đó, một sự đặc biệt nào đó, và tớ cũng rất là quý ở đấy. Thần lớn. Nhưng mà thực ra tớ có thời gian tớ sẽ làm tất cả các album của tất cả mọi người, thực sự như vậy. Nhưng như của mọi người, tớ sẽ nghe album của Wren Evans, một chàng trai rất là ngoan, rất là giỏi, thực sự tớ thấy rất tiềm năng và có cái gì đó tớ hy vọng ở đấy, một cái nhân tài về âm nhạc của đất nước. Thì Wren đang làm mọi thứ rất tốt và cứ đà tiến tới em ơi, cố lên, let's go. Album này làm với cả itsnk. Lại Phóng Đổ Tim Em. Rồi, bass. Ai á? Đảo vibe. Cái siêu nhân thì buồn cười hả? Lloyd Choi, Phóng Đổ Tim Em. Nếu em muốn đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền, em chỉ việc nhìn về phía trước. Cái gì đấy em? Really? Nếu em muốn, nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lại, anh sẽ là kẻ thù của thế giới. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Nặng... Cái gì thế em? Giết anh à? Mày giết anh à? What the fuck? Really? Thật sao? Việt Nam cũng có cái bài như thế này thật sao? Bị điên rồi, nổi hết cái da. Hay quá. Wow. Nếu em muốn đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền, em chỉ việc nhìn về phía trời. Nếu em muốn, nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lại, anh sẽ là kẻ thù của thế giới. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Nặng tin anh đi, anh sẽ luôn kề bên cho em tự tin nào. Một khi đã yêu anh vào, gì đấy? Em có ra làm sao? Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em vì baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi tới nhau. Baby girl, xinh nhất khi em cười. Em ơi cứ lo cho anh bảo vệ phía sau. Nếu em muốn đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền, em chỉ việc nhìn về phía trước. Thứ anh muốn mỗi khi nhìn em hồn nhiên say đắm, anh dừng một chân để làm bảo vệ em mãi mãi. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Vì anh Wren dân tổ phóng đổ tim em. Một khi đã yêu anh vào thì anh xin em. Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em vì baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Baby girl, xinh nhất khi em cười. Em ơi cứ lo cho anh bảo vệ phía sau. Khi đêm xuống, phóng đổ tim em cho em xuống. Nơi vòng tay anh đã có sẵn để đỡ em. Baby girl, em hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho khi mình đi với nhau. Trời ơi. Ê, sau cái bài đầu tiên tớ phải nói câu này. Tớ phải khẳng định luôn. Tớ xin phép được khẳng định với cá nhân tớ, câu này sẽ đạt được một vị trí rất cao trong thị trường âm nhạc nào. Nó sẽ rất là cao, nó sẽ thăng. Ai? Tại sao có thể có một cái bài này trong thị trường? Đây là sự tổng hợp của gì mọi người biết không? Hòa thanh của âm nhạc Hàn vào khoảng năm 80-90, kết hợp với việc kiểu đi melody chỉ có Wren đi thế thôi, kết hợp với gì lyrics của Gen Z, nó quá là hay. Không thể để tớ gọi là tớ phải respect bạn ấy một cách nể phục luôn đấy, về khả năng sáng tác luôn đấy. Phải nói thật là cái người phối bài này cũng quá đỉnh luôn. Cái cặp này nó quá là hợp, cái bài này nó quá là hay luôn mọi người. Phóng Đổ Tim Em, vãi cả trường. Email nó rất là phải dùng gì ta, nếu là một người sáng tác ấy, mà nghe bài này thì mọi người sẽ tin chắc rằng cái người đấy sẽ phải nể phục Wren mấy phần rồi đấy. vì cái tố chất của cậu ấy, mọi người hiểu. Cậu ấy viết ra cái thứ mà nó vẫn hay tuyệt vời mà chỉ có cậu ấy có. Vãi chưởng. Đỉnh. Bài hay quá. Nó là intro thôi mới đầu thôi chứ. Bài này phải full, phải 4 phút, 2 phút nghe không đã. Hy vọng em ra bản extended. Hay quá, Phóng Đổ Tim Em bản hay quá. Hay quá. Nào em muốn đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền, em chỉ việc nhìn về phía trước. Nào em muốn nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lại, anh sẽ là kẻ thù của thế giới. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Nàng tin anh đi, anh sẽ luôn kề bên cho em tự tin nào. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao? Hay rồi. Sau anh đi, em như nào anh cũng theo em vì baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi. Ui hay. Để tới giải thích cho mọi người thì tại sao nó là hòa thanh, nó sẽ là này. Đúng không? Mọi người thấy không? Tức là nó giống như là nếu mà các bạn để ý cái hòa thanh này nó sẽ có ở cái giai thoại cái thời mà SNSD, T-ara. Hay nhỉ. Hay thật, hòa thanh. Bảo vệ ra được đâu. Nàng tin anh đi, anh sẽ luôn kề bên cho em tự tin nào. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao? Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em vì baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Baby girl, xinh nhất khi em cười. Em ơi cứ lo. Thế cái kiểu đi melody chỉ của em đi và cái lời nó Gen Z, tức là các bạn có viết được ra cái bài các bạn có viết được ra cái hòa thanh này thì đến từ nào ra được cái kiểu melody này, mà có viết được ra melody cũng không thể nào ra được cái lyric này nếu các bạn không có độ tuổi này. Nó điên luôn. Đi hay thật đấy. Đi cái bassline hay quá. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Vì anh Wren dân tổ phóng đổ tim em. Đấy là câu kia, câu kia nó phải câu kia đấy thì nó mới viral, nó mới hợp track, nó mới làm Wren này. Đỉnh phải đái, thì cái bài mê thế. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao? Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em vì baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Baby girl, xinh nhất khi em cười. Em ơi cứ lo cho anh bảo vệ phía sau. Khi đêm xuống, phóng đổ tim em cho em xuống. Hôm nay anh đã có sẵn để đỡ em. cho tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ tôi không được sừng ngắn bùn nữa. Muốn nghe lại bài này đúng không mọi người? Chưa vào một cái gì. Ngờ muốn đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan một viên em chỉ việc nhìn về phía trước. Ngờ muốn nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lại anh sẽ là kẻ thù. Thế thì đánh piano ở version này. Có sẽ là hay không mọi người? Thế đó là quá thanh. Xa cái vòng nhận ra đấy. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Nặng tin anh đi, anh sẽ luôn kề bên cho em từ khi nào. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao? Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em đi. Baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Sorry mọi người, ta bị chìm đắm quá. Tôi không thể nghĩ là ở Việt Nam sẽ không có cái bài như này. Ê, đỉnh quá rồi em. Đỉnh đấy. Baby girl, xinh nhất khi em cười. Em ơi cứ lo cho anh bảo vệ phía sau. Các bạn có thể thấy là tớ phải ngồi rất ngấm để tớ tìm ra một cái quy luật nào đó. Tại vì nó không thể, tớ là lần đầu tiên đánh, tớ là lần đầu tiên nghe là đâu đánh luôn đấy. Nó không phải là tớ tập gì đấy, không thể. Mà có thể nó dít như thế nào. Và tớ phải nghe rất là kỹ càng để đưa vào. Đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền em chỉ việc nhìn về phía trước. Cái flow kích cũng hay nữa. Bài hay quá. Mỗi khi nhìn em hồn nhiên say đắm anh xin một chân để làm bảo vệ em mãi mãi. Để anh lo, một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Vì anh Wren dân tổ phóng đổ tim em. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao? Là do anh đi, em như nào anh cũng theo em đi. Baby girl, xin hãy luôn tươi cười. Em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Baby girl. Bài hay quá mọi người, thôi là tôi thôi cô Mi không làm nhé. Cầu Vĩnh Tuy ở bãi trưởng. Ok. Cầu Vĩnh Tuy. Bãi là tên bài. Giờ anh muốn nào chờ đợi một vòng tay thân thương vỗ về dạo này anh hay thầm nhớ Hà Nội em ơi, đừng quên giấc mơ hôm nào là mình lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa. Cái gì đấy? Tì đi đi đi. Really? Lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa ùa về theo gió. Đã yêu em từ lâu nhưng mình không nói nên lời. Nếu mai kia gặp nhau Hà Nội, có lẽ mình đã yêu em là đã yêu em từ lâu. Mình chỉ muốn nói là vậy thôi, đã yêu em lần sau. Tình cờ một mùi hương thân quen, đoạn đường ngày nào in dấu chân tôi. Chuyện gì xảy ra ta? Tại sao nó có thể viết được một cái bài như này nữa ta? Em phải bớt giỏi đâu. Sao nhỉ? Khó chịu quá nhỉ? Em bị khó chịu luôn đấy mọi người. Tớ đang chill chill, tớ đang ngồi que, tớ đang chỉnh. Không chỉnh mà tớ đang ngồi ok chill chill nghe thử. Thì kiểu tớ cũng bị kiểu thu hút luôn đấy, kiểu quay ra luôn đấy. Kiểu có một cái bài Cầu Vĩnh Tuy như này sao? Nhịp rất là nice rồi nè. New jean, lộ. Dòng người vội vàng đi ngang qua, dòng người vội vàng như áng mây ngang trời. Từng giờ anh muốn chờ đợi một vòng tay thân thương vỗ về. Dạo này anh hãy thầm nhớ. Hà Nội em ơi, đừng quên giấc mơ hôm nào là mình lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa ùa về theo gió. Qua cái gì? What the fuck cái gì? Qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức kia từ theo ức xưa ùa về theo gió. Qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức kia về theo gió. Tớ thề mọi người, ông nào mà không học nhạc không thể hát câu này được mọi người, rất khó luôn. Cái nốt nhảy nó cũng rất khó, bài là cover. Các bạn thử hát theo các bạn sẽ biết. Không, bạn nào mà không học nhạc mà nhảy cung kém ấy, mà không tập nhiều không thể hát cái câu này mà dễ đi. Nó đi một cái. Ê, anh ghét em. Không phải ai cũng làm được điều này mọi người. Không phải ai cũng làm được điều này. Giấc mơ hôm nào là mình lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa ùa về theo gió. Đã yêu em từ lâu nhưng mình không nói nên lời. Nếu mai kia gặp nhau Hà Nội, có lẽ mình đã yêu em là đã yêu em từ lâu. Mình chỉ muốn nói là vậy thôi, đã yêu em lần sau. Hay quá. Không phải là cái album này thật sự đấy, người phối hay cũng là cái này tốt quá, hay quá mọi người, đánh phối tốt. Phần beat kia nó vẩy guitar xăng hai bên này, guitar điện này, hai bên tai mọi người để ý, hai cái pan hai bên tai này, tăng. Chỉ cần một người ôm phía sau mà cũng lâu rồi. Dạo này anh hãy thầm nhớ Hà Nội em ơi, đừng quên giấc mơ hôm nào là mình lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa ùa về thế giới. Hay quá em ơi. Ê, hai bài đều hay quá. Cũng khen đấy, rất lời khen. Từ lâu khi ta xa nhau anh vẫn ok mà trưởng thành hơn, những khi về đây khóc qua lại được làm trẻ con, rồi mình lại phải xa nhau, rồi chẳng còn gì khác nhau. Bao lâu nay không có em nên dạo này anh hãy thầm nhớ Hà Nội em ơi, đừng quên giấc mơ hôm nào là mình lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa. hết luôn một cái bài Cầu Vĩnh Tuy này hay quá. Tê. Có một cái đoạn đấy là cái đoạn mà melody nó rất là âm nhạc miền Bắc nhá, mọi người để ý. Tê. Nó là một cái đoạn melody mà nó cái thời M4U ấy, nhưng mà ghép vào cái bản phối và cái kiểu loan làm nhạc mới tinh chuẩn tận xa cái đủ. Quá đáng thật. Đánh thành cái đồng hay quá. Hay quá mọi người ơi. Dạo này anh hay thầm nhớ. Mình nhớ những lúc xe phi qua cầu, ai phải viết được câu đấy trời. Chỉ cần một lời ôm phía sau mà cũng lâu rồi. Dạo này anh hay thầm nhớ. Hay nhỉ? Hà Nội em ơi đừng quên giấc mơ hôm nào. Nàng lại đi một chuyến qua cầu Vĩnh Tuy để ký ức xưa ùa về theo gió. Đã yêu em từ lâu nhưng mình không nói nên lời. Nếu mai kia gặp nhau Hà Nội. Thua hay quá, hai bài đều hay quá. Tớ sẽ cho bài bằng vào playlist. Từng quen là nghe trong sân rồi. Bé ơi từ từ. Hay quá, ăn ngủ hay quá, chắc ngủ được cả tiếng mất. Ok. Kiss me. No you don't have to think too much. Okay. Love me. Yes, I love you. Cái gì vậy? Ok. Bực. Yes, on me. Right. sẽ làm em quên hết đi. Hãy đến bên anh và giữ thật chặt như đây là lần cuối. Em tin vào một điều kỳ diệu chỉ có kìa. Chạy bằng đốt à? Nó chạy bằng hú nhỉ? Nó chạy bằng giọng nhỉ? Really? What? Ê, cái tội biết một báo án đi rất hay và phối rất tốt như thế này là chưa muốn giết đâu đấy, chưa muốn đánh, chưa muốn chửi đâu đấy. Nó đi cái quả này vãi cả trường. Cày. Ê, tôi muốn chửi bậy thực sự luôn đấy. Em muốn tao chửi bậy được không? Ai vẫn không thể quên được những vì sao trong mắt em. Vậy thì em đã đang sẽ vô tình khiến anh phải yêu bé ơi. Làm gì thì làm, đừng nhìn anh như thế. Làm anh u mê, hằng tối muốn mơ về. Người vội hiền anh phải quay qua. Từ từ thôi bé ơi, thôi bé ơi từ từ. Just tell me something, show me the way to you. Nói gì giờ? Reaction cái gì giờ? Bạn nó viết thế thì reaction cái gì? Nghỉ còn gì nữa? Oanh nó phối thế thì... Ơ kìa! Mệt quá nhở, trêu đùa mình à? Thế nào nhở? Bài này nói gì nữa mọi người, bài hay thế này nói gì nữa? Hát giọng gió, viết tiếng Anh, ý tưởng chạy nốt, luyến lủng bé biết cái gì đấy, làm gì nữa ta? Baby, tập trung vào. Nghỉ không mọi người? Ê, dừng reaction nhỉ? Khó chịu quá, muốn chửi nó ghê, nó thề. Ăn viết ra hay ấy. Em bức xúc tí được không? Cáu ấy chứ sao? Xanh cay thật. Tức cái nha. Nghiêm túc đấy. Tức nha. Tức nha. Cái gì nó ba là tức nha. Ba bài viết điều hay là tức nha. Tập trung vào. Không muốn ai chỉ mình ta ở đây. Tập trung vào. Cái chắc là ép vò cổ vào nốt chạy hả? Nếu tin nó chạy nốt thế. Vãi cả đái luôn thì khẳng cái giọng. Ai vẫn không thể quên được những vì sao trong mắt em. Vậy thì em đã đang sẽ vô tình khiến anh phải yêu bé ơi. Làm gì thì làm, đừng nhìn anh như thế. Làm anh u mê, hằng tối muốn mơ về. Sao vì hay quá. Chịu mỗi mọi người ơi, tôi sẽ dừng, tôi làm hai phần bài này hay quá không chịu được, xin lỗi mọi người, tôi dừng một bước sự vì bài hay ăn uống hay quá không chịu được, tôi sẽ làm một phần này xong nếu mà mọi người làm tiếp phần hai chịu cũng đỡ được thật, không đỡ được mọi người gửi cái nước này cho nó một tổ tờ này cày vậy thì trường thực tức của bình thường tôi sẽ gửi cho nó đấy rồi không phải thực tức quá không gửi ghét với người làm đích gì cũng giỏi cày